Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình cập nhật cho các bạn cái thông tin quan trọng thay đổi mới ở trên cái kèo khai thác cái đồng Dogecoin ở trên ứng dụng Telegram. Cụ thể thì thời gian nuôi lại cho chúng ta rút cái đồng Dogecoin, kéo dài thời gian cho chúng ta rút cái đồng Dogecoin cũng như là kéo nuôi lại cái thời gian niêm yết cái đồng Dogecoin này ở trên sàn giao dịch, và dự án sẽ thêm nhiều cái tùy chọn để cho chúng ta rút được về nhiều các cái sàn giao dịch khác nhau. Và ở đây thì nó sàn dự án đã thay đổi cái cơ chế, đó là tài khoản mà các bạn rút về ví Telegram thì sẽ được rút trước, và sàn thì chúng ta sẽ được rút sau, và niêm yết thì là cùng một ngày. Và cái thông tin cụ thể thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở trong cái video này. Ở trên trang Twitter chính thức của dự án Dogecoin thì có một cái bài tít mới cách đây là 6 giờ thì cũng có chia sẻ về cái thông tin này. Đây thì mình sẽ dịch cho các bạn nắm bắt được. 6 triệu người dùng đã xác minh và đã yêu cầu gửi tiền trực tiếp Dogecoin của họ vào các sàn giao dịch và ví Telegram. Chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây ở trong tiền điện tử. Chúng tôi quyết định thêm nhiều tùy chọn rút tiền hơn và gia hạn thời gian yêu cầu bồi thường. Thứ nhất, đó là yêu cầu trao đổi và ví Telegram đến 6 giờ chiều UTC ngày 21 tháng 8. Tức là đối với ví Telegram thì chúng ta sẽ được rút vào 6 giờ chiều giờ UTC ngày 21 tháng 8, tức là 13 giờ chiều giờ Việt Nam ngày 21 tháng 8 các bạn nhé. Còn đối với các bạn lưu về ví không lưu ký, đó tức là chúng ta rút về sàn á, thì sẽ rút vào, sẽ được trả lúc 8 giờ sáng UTC, tức là 15 giờ chiều và giờ Việt Nam ngày 23 tháng 8, tức là sau 2 ngày, sau 2 ngày các bạn nhé. Tức là rút về sàn, và cái hạn cuối cùng và nhận về ví sàn tức là cuối cùng sẽ là 16 giờ ngày 23 tháng 8 đó, giờ Việt Nam. Còn ví Telegram thì sẽ nhận sớm hơn, rồi là ngày 21. Rồi ở đây thì TGE cũng như là niêm yết thì sẽ lúc 12 giờ trưa giờ UTC ngày 23 tháng 8. Như vậy tất cả các cái ví cũng như là nhận về ví hay là nhận về sàn thì đều được nhận trước giờ niêm yết. Trước đây thì thông báo ở trên sàn là niêm yết vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 8, nhưng mà bây giờ đã thay đổi thành 19 giờ ngày 23 tháng 8. Như vậy là đã lui ra về là 3 ngày được các bạn nhé. Đó thì cái thông tin này thì là dự án đã có cái thông tin thay đổi trực tiếp ở trên Telegram cũng như là ở trên trang Twitter. Còn các sàn giao dịch thì không biết là sẽ là như thế nào. Ở trên này thì mình sẽ tìm xem trên sàn OKX thì có thay đổi về cái giờ niêm yết hay không. Đây mình sẽ xem trên thì có thể là các sàn giao dịch cũng sẽ lùi lại cái thời gian niêm yết. Đây mình sẽ tìm cái thông báo trước đây của Bybit. Đây thông báo Bybit này sẽ niêm yết vào ngày 20 tháng 8 này lúc 12 giờ, tức là 19 giờ ngày 20. Không hiểu là qua cái thông báo của dự án Dogecoin thì các sàn giao dịch có nuôi lại cái thời gian này không, và sàn OKX thì cũng vẫn là cái thời gian là 19 giờ giờ Việt Nam ngày 20 tháng 8 sẽ niêm yết cái đồng Dogecoin này. Rồi OK thì những cái thông tin mà nuôi lại cái thời gian này thì cũng không vấn đề gì. Quan trọng nhất đó là dự án có với thông báo như vậy là chúng ta cũng vẫn yên tâm. Và các sàn giao dịch thì họ cũng đã là lên cái kế hoạch là niêm yết cái đồng Dogecoin này rồi, cho nên là chúng ta vấn đề là
Bây giờ thì quan trọng nhất đó là cái phần về cái giá của cái đồng Dog này nữa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở cách chúng ta chuyển đổi từ cái ví phôn dinh sang cái ví giao dịch để mà chúng ta bán cái đồng Dog này. Thì ở đây thì mình hướng dẫn đối với tất cả các bạn sử dụng cái ví của sàn OKX. Khi các bạn rút về sàn OKX thì nó sẽ không nằm ở cái mục giao dịch. Chúng ta sẽ không thể bán được ngay mà các bạn phải chuyển đổi từ cái mục phôn dinh sang cái mục giao dịch này thì chúng ta mới bán được. Đây, cái ví phôn dinh này và cái ví giao dịch nhé. Đấy các bạn. Tức là khi chúng ta nhận về thì nhận về nó sẽ giả về nó nằm ở mặc định ở cái ví phôn dinh này. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển đổi xuống cái ví giao dịch thì chúng ta mới mới bán được. Đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách là khi chúng ta nhận về. Đó, các bạn kích vào cái phần ví phân dinh này. Thì ví dụ như mình lấy ví dụ nhé. Lấy ví dụ như là cái đồng Sol này đang nằm ở cái ví phân dinh, để mà bán được thì chúng ta phải chuyển đổi từ cái đồng Sol này sang cái ví giao dịch thì chúng ta mới bán được. Thì các bạn kích vào đây. Chúng ta coi như đây là cái đồng Dog nhé. Đồng Sol này là đồng Dog nhé. Thì các bạn kích vào đây này. Sau đó thì các bạn kích vào cái phần mà chuyển tiền. Các bạn phải kích vào cái phần chuyển tiền này. Đó. Khi các bạn cứ kích vào chuyển tiền, các bạn sẽ nhìn thấy ở trên này. Đây, từ tài khoản phôn dinh chuyển xuống tài khoản giao dịch. Thì ở đây thì chúng ta sẽ kích tối đa. Nếu như chúng ta có muốn chuyển hết thì chúng ta sẽ nhấn tối đa. Khi các bạn nhấn tối đa xong thì chúng ta sẽ nhấn vào xác nhận. Đó, như vậy thì nó đã chuyển đổi toàn bộ cái số cái đồng đó của mình từ tài khoản từ cái ví phân dinh xuống tài khoản giao dịch. Thì các bạn quay trở lại. Thì ở đây nó sẽ hết mất cái đồng đó của mình. Và các bạn back lại. Và các bạn vào phần cái ví giao dịch thì các bạn sẽ thấy được cái đồng đó của mình nó nằm ở đây. Mình đang lấy ví dụ đồng Sol là đồng đó nhé. Thì đấy những bạn mình hướng dẫn đối với những cái bạn mà chưa giao dịch lần nào ở trên sàn OKX thì các bạn sẽ bỡ ngỡ về cái phần này. Khi các bạn chuyển về mục giao dịch rồi thì các bạn kích vào đây. Đó, các bạn kích vào cái cặp giao dịch. Giao giao ngay. Các bạn chọn cho mình cái cặp cặp giao ngay nhé. Các cặp khác các bạn bỏ qua. Các bạn kích vào cái phần giao ngay. Giao dịch từ đồng Dog sang đồng USDT. Các bạn kích thẳng vào. Nó sẽ chuyển chúng ta đến cái mục mà giao dịch như thế này. Các bạn có thể xem cái biểu đồ lớn này. Giá cả thị trường ở đây. Các bạn back lại này. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ, nếu như các bạn muốn mua, chúng ta sẽ kích vào mua. Ở đây là mình bán thì mình sẽ kích vào bán các bạn nhé. Chuyển sang mục bán. Đó, mục bán ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái giá giá của thị trường của cái đồng đồng Dog hiện tại nhé. Mình lấy ví dụ thì các bạn sẽ bán hết. Nếu bán hết thì các bạn sẽ kéo lên. Chúng ta sẽ kéo hết ở đây mình có 0.0863 thì sẽ bán được 12 đô. Sẽ bán được 12 đô nhé. Thì các bạn có thể chọn cái lệnh giới hạn. Lệnh giới hạn tức là chúng ta sẽ hẹn là không, mình không muốn bán cái giá 142 mà mình muốn bán cái giá là 15 chẳng hạn. Thì mình nhấn bán khi nào mà giá thị trường nó lên đến 15 thì nó sẽ khớp lệnh, còn nó không chớm đến 1/5 thì nó sẽ không khớp lệnh. Còn nếu các bạn muốn khớp lệnh ngay, chúng ta sẽ kích vào cái lệnh giới hạn này, chúng ta sẽ chọn cái lệnh thị trường. Khi các bạn chọn lệnh thị trường, chúng ta sẽ bán hết đồng đồng Dog chúng ta có sẵn chẳng hạn. Ví dụ các bạn bán theo 24% này. Nó có các cái mức phần trăm ở đây cho mình 75% này và 100%. Nếu như các bạn muốn bán hết, chúng ta chỉ kích vào nút bán sold. Thế là chúng ta sẽ khớp lệnh luôn. Đó, ví dụ như mình bán luôn các bạn nhé. Đó, bán thì nó sẽ khớp lệnh luôn và tiền nó sẽ chuyển sang thành USDT. Và sẽ nằm ở trong cái mục USDT ở đây. Đó, đấy là cái cách bán như vậy. Và để mà chúng ta muốn rút cái đồng USDT này thì chúng ta chỉ cần việc là chúng ta quay ra cái trang chính, chúng ta kích vào cái phần rút tiền ở đây. Đây là chúng ta rút tiền, là rút USDT nhé. Rút USDT về ví hoặc là chúng ta sẽ rút về các cái sàn mà bán ra tiền Việt. Ở đây thì trên sàn OKX thì họ hỗ trợ chúng ta là bán tiền Việt sang cái sàn giao dịch là PIP. Ở đây là bán sang tiền Việt luôn. Cái này chúng ta chỉ cần việc là thiết lập cái tài khoản ngân hàng là chúng ta sẽ bán được sang tiền Việt luôn, và nó sẽ trả tiền Việt về ngân hàng cho chúng ta. Thì cái bán tiền Việt, bán PIP này thì mình đã có rất là nhiều cái video hướng dẫn cho các bạn cách bán này rồi.
Cho nên là mình sẽ không hướng dẫn lại để cho các bạn nữa, và mình sẽ ghim cái video hướng dẫn cho các bạn bán ở PIP này thì các bạn có thể tham khảo nhé. Rồi, ok, thì cái video này thì mình cũng xin được kết thúc tại đây, và muốn cập nhật lại các cái thông tin mới nhất để cho các bạn nắm bắt được.